Rồi, viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố. Rồi, 6C, 8O gì đúng không? Chúng ta cho rất nhiều nguyên tố và cho biết các nguyên tố này là kim loại, phi kim, phi hiếm. Rồi, chúng ta viết cấu hình ra thôi. Rồi, ví dụ như thằng C đúng không? Thằng C này là 6 đúng chưa? Cái số atom nó cho sẵn luôn rồi. Rồi, còn viết cái cấu hình nó ra thôi. 1S2, 2S2, 2B2. Được chưa? Tổng nè, 2 cộng 2 cộng 2 là bằng 6 đấy. Mình ngưng lại, được chưa? Có dễ. Rồi, vậy là mình ra được cấu hình thằng này. Thằng này kim loại hay phi kim? Rồi, ông này á, thì sẽ là có 4E đúng rồi cùng thấy không? Thì thường á, 4E đúng cùng là kim loại hoặc phi kim này mình cũng khó biết. Nhưng mà thật ra khi mình thấy cái hiệu của thằng C như vậy thì kiến thức nền tảng lúc nào cũng nắm được rồi. Carbon, đây là một phi kim. Thật ra đề không yêu cầu chúng ta phải 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 giải thích tại sao nó là kim loại phi kim, đúng không? Chỉ cần ghi phi kim loại hiếm thôi là xong. Rồi, thôi thôi tôi không giải thích cho nó dài dòng, được chưa? O8 tương tự 1S2 2S2 2B6 được không? Rồi. À xin lỗi, không phải 2B6 mà là 2B4. Tại sao là 4? 2 cộng 2 được 4, 4 cộng 4 được 8 phải không? Đúng bằng 8 luôn nè. Là số proton của nó. Rồi ok. Quá easy đúng không? Thì lúc này á carbon là một phi kim. Rồi, phi kim viết tắt là BK nha. Rồi vậy thôi. Oxygen là phi kim rất là quan trọng, được chưa? Rồi. Neon. Neon nè. Số proton là 10. 1S2, 2S2, 2B6. Đúng 10 chưa? 2 cộng 2 được 4, 4 cộng 6 được 10. Rồi vậy thôi, 26 giờ 10. Rồi đúng 10 ha. Tiếp này á, thằng này là có 8E là lúc ngoài cùng này thấy chưa? Nó có 8E 2 cộng 6 bằng 8 đấy. Thì lúc này mình có được thằng này chính là một khí hiếm điển hình luôn ha. Đây là một khí hiếm điển hình. Khí hiếm hàng tử khí trơ cũng được, neon là một khí hiếm điển hình. Rồi vậy thôi. Na đúng không? Na là 11. Rồi Na bằng 11. Rồi Na 11 thì chúng ta viết cái cấu hình nó ra. Rồi Na bằng 11. 1S2, 2S2, 2B6 và 3S1. Rồi, sodium đúng không? Natri. Sodium natri gì đó, thằng này chính là một kim loại. Đây cũng là một kim loại điển hình luôn, gặp rất là nhiều trong các bài tập. Đúng không? Rồi. Nè xong, Al. Tôi không có thế để tôi viết, xin lỗi nha. Này như hơi bị sọc Al. Rồi, Al thì có cấu hình E tương ứng là 1S2 2S2 2B6 rồi 3 3S2 3B1 rồi 2 cộng 2 được 4, 4 cộng 6 được 10, 10 cộng 2 12, 12 cộng 1 là 13. Rồi được chưa? Rồi ông này là một kim loại điển hình luôn. Al nữa, nhôm nữa thấy không? Đây là một kim loại điển hình. Đây là một kim loại điển hình. Rồi tiếp theo, để yêu cầu chúng ta là thằng tiếp theo là gì đây? CL đúng không? CL. CL thì là 10, 17. 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B5. 2 cộng 2 được 4 nè, 4 cộng 6 được 10, 10 cộng 2 12, 12 cộng 5 bằng 17 đúng không? Rồi ok ha, mình luôn có những cái giá trị đó. Rồi là 17. Vậy hôm nay mình có được là có 7E là nó ngoài cùng điển hình luôn nè ha chưa? Đây là CL fluorine được không? Thì đây là một phi kim điển hình. Đây là một phi kim điển hình ha. Rồi xong rồi đấy. Rồi tiếp theo là CU. CU là 29 đúng không? Căn chín này viết dài thòn luôn nè. Rồi ok. 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6 được chưa? 4S2. Bình thường á là mình viết cấu hình chuẩn như vậy là 42 à xin nó mất rồi. Ok. 2 2 2 cộng 6 được 10 nè, 10 cộng cho 8 thấy không? 10 cộng 2 cộng 6 đấy là 18. Bình thường mình viết cấu hình chuẩn á, bình thường là 4x2 đầy rồi tới mới 3D đúng không?
Nhưng mà tôi đã lưu ý cho chúng ta rồi đúng không ạ? À? Trong các nhóm học tôi đều lưu ý rất là kỹ. Đây là cấu hình nó tròn đặc biệt. Khi mà chúng đề cho chúng ta số hộ thông 29 và 24 thì có dạng đặc biệt là chỗ này không còn là 4x2 nữa mà nó bắt buộc phải là 4x1. Vậy tôi hai màu giấy xanh cho nó nổi bật nha. Nhìn cho kỹ, 4x1. Và cái cấu hình ở đây của chúng ta ở 3D kế bên ấy thì sẽ là tôi ghi bằng viết viết đen đi. 3D lúc này sẽ là 3D 10. Rồi, các con có thể kiểm chứng bằng cách chúng ta cộng lại các giá trị với nhau. 2 cộng 2 được 4, 4 cộng 6 được 10, 10 cộng 2 12, 12 cộng 6 là 18, đúng không? 18 cộng 10, 18 cộng 10 là 28, 28 cộng 1 là 29, được ha. Và đây là cấu hình của 3D 10. Cấu hình của electron bão hòa, đúng không ạ? Cấu hình của electron bão hòa 3D 10 sẽ bão hòa, nó sẽ bền hơn so với 3D 9, so với 3D 9 4x2. Do đó 3D 9 4x2 sẽ không tồn tại mà nó chuyển qua 3D 10 ở dạng bình hơn. Ok, chúng ta không cần phải lý giải, nhưng mà tôi lý giải như vậy để chúng ta hiểu. Rồi xong rồi ha. Chúng ta có thể tra bảng hệ thống tuần hoàn để thấy được cấu hình đặc biệt của thằng CU29 và thằng CR Roma, thì thằng đó là số thứ tự là 24. Đó là hai cấu hình đặc biệt bắt buộc chúng ta phải thuộc ha. Rồi, hiển nhiên rồi. CU đúng mà, CU thì là đồng. Chính là copper, chính là CU, chính là kim. Một kim loại yếu đúng không ạ? Một kim loại hoạt động yếu. Rồi ok, vậy xong rồi đấy. Rồi chúng ta có thể kiểm tra lại ha. Rồi các bạn có gì không rõ thì chúng ta có thể bình luận bên dưới để làm sáng tỏ cái vấn đề ha. Rồi vậy thôi.